Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao thương thương mại Việt Nam-Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Tại buổi giao thương, đại diện của Ban tổ chức Hàn Quốc đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp hai nước và tin tưởng rằng buổi giao thương là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh, đầu tư. Trong tương lai, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, kinh tế. Tại buổi giao thương, các doanh nghiệp đã giới thiệu về các ngành nghề đang phát triển và sản phẩm công nghiệp xây dựng, công nghệ đám mây, công nghệ xử lý rác thải để tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương. Những thông tin chia sẻ nhận được từ các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là động lực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư vào thị trường Việt Nam.